Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spy Room giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà Nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay là một bài viết của tác giả Choi. Người và ta, hội chứng rối loạn đa nhân cách. William Stanley Milligan, hay còn có cái tên là Billy Milligan, sinh năm 1955, mất năm 2014, là một công dân người Mỹ đã phải chịu đựng hội chứng rối loạn đa nhân cách. Số lượng nhân cách tranh giành quyền làm chủ thân thể của anh lên tới con số 24. Và Billy đã phải chịu đựng suốt cho tới năm 1977, tức là vào năm anh 22 tuổi. Hội chứng của anh được đưa ra ánh sáng khi anh bị cáo buộc là bắt cóc và hiếp dâm 3 phụ nữ. Trong quá trình chuẩn bị kháng cáo, anh đã phải trải qua một cuộc kiểm tra tâm lý và các chuyên gia phát hiện ra rằng Billy đã sống chung với hội chứng này ngay từ khi sinh ra. Qua nhiều phiên xét xử, anh đã được tráng án bởi chứng mất trí bị gây ra bởi nhiều nhân cách khác nhau. Đây là phán quyết đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Luật sư bảo chữa cho anh đã thành công chứng minh được những hành động mất trí và xác nhận là do một trong những nhân cách ẩn giấu trong anh đã gây ra tội ác trên mà bản thân anh không hề biết đến điều đó. Sau vụ kiện, anh đã được chuyển tới bệnh viện tâm thần và sống ở đó 10 năm trước khi được thả vào năm 1988. Trong thời gian điều tra thì mọi người mới chỉ biết đến 10 trong số 24 nhân cách của Billy. Dưới đây là thống kê 10 nhân cách đầu tiên được khám phá ra. William Stanley Milligan, hay còn gọi là Billy, 26 tuổi, là nhân cách gốc, chủ đạo. Nhân cách thứ hai là Arthur, 22 tuổi, người Anh. Anh nói giọng Anh và là người khám phá ra sự tồn tại của những nhân cách còn lại. Anh ta có thể quyết định ai xuất hiện và kiểm soát tâm trí tùy vào từng trường hợp. Nhân cách thứ ba, Ragan, 23 tuổi, người kiểm soát lòng căm thù. Anh là một người nam tư nói tiếng Anh với chất giọng Slavic rất dễ nhận ra. Anh ta kiểm soát tâm trí ở những nơi nguy hiểm và là người chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc khi đang cá cược với nhân cách khác để cướp của nạn nhân. Nhân cách thứ tư, Alan, 18 tuổi, kẻ mưu trí. Là một người khôn khéo, anh ta là người hay dùng để giao tiếp với người ngoài. Nhân cách thứ năm, Tommy, 16 tuổi, nghệ sĩ lánh đời. Nhân cách thứ sáu, Danny, 14 tuổi, cậu bé rụt rè, sợ tất cả mọi người, đặc biệt là đàn ông. Nhân cách thứ bảy, David, 8 tuổi, người nắm giữ sự đau đớn, hấp thu tất cả mọi đau khổ của các nhân cách còn lại. Nhân cách thứ 8, Christine, 3 tuổi, đứa bé bị bỏ rơi. Nhân cách thứ 9, Christopher, 13 tuổi, anh trai của Christine. Nhân cách thứ 10, Adalana, 19 tuổi, người đồng tính nữ, hành ngượng, cô đơn và cần yêu thương. Cô ta là lý do cho vụ hiếp dâm 3 cô gái. Vậy, theo trình báo kết quả tâm thần, Ragan đã kiểm soát Milligan và cướp bóc những cô gái đó. Nhưng trước khi Ragan có thể cướp đoạt ai đó, Adalana đã chiếm quyền và hiếp dâm họ bởi cô cảm thấy cô đơn và muốn có cảm giác được gần ai đó. Còn những nhân cách khác thì không có chút ký ức gì về tội ác trên. Trong thời gian điều trị ở trung tâm chăm sóc sức khỏe Athens, 14 nhân cách còn lại đã được khám phá ra. Một trong 24 nhân cách, The Teacher, là sự hòa trộn toàn bộ các nhân cách vào làm một. The Teacher có hầu hết ký ức của các nhân cách, sự hình thành, suy nghĩ, hành động, mối quan hệ của họ. Và với sự giúp đỡ của The Teacher, các bác sĩ đã tìm ra cách chữa cho Billy. Billy là nạn nhân của bạo hành trẻ em,
được cho là do bố dượng Chalmers gây ra. Theo báo cáo, bố dượng của Billy đã từng xâm hại tình dục anh nhiều lần và đã một lần chôn sống khi anh lên 9. Điều này gây ra sự phân chia nhân cách của Billy. Tuy nhiên, Chalmers Milligan đã phủ nhận mọi cáo buộc và không bị đưa ra tòa. Billy thích vẽ và một vài nhân cách khác của anh đã được vẽ, cả chân dung lẫn toàn cảnh. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Chúng mình còn rất nhiều những bài viết như vậy. Ok, mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại.